là dòng lập. Dòng lập là cái gì? Dòng lập á, là nó mình có một câu lệnh hoặc là nhiều câu lệnh mà mình muốn cái lệnh đó nó chạy nhiều lần, chạy n lần, chạy 10 lần, chạy 100 lần, chạy 1000 lần, tùy mình. Ok không? Một cái lệnh thôi mà mình muốn chạy nhiều lần, chạy đi chạy lại nhiều lần thì mình dùng dòng lập. Dòng lập có ba loại là why, do why và for. À rồi, thì đầu tiên cú pháp của dòng lập why là sao? Why mở ngoặc ra điều kiện, đưa cho nó một cái điều kiện. Nếu mà điều kiện này trúng thì nó vô cái phần con của why nó chạy. Nó chạy xong nó quay lên trên, nó sao điều kiện. À nè, quay lên trên sao điều kiện. Điều kiện trúng nó chạy, nó xuống con nó chạy nữa. Nó chạy xong cái nó lại quay ngược lên trên, nó sao điều kiện. Điều kiện trúng nó lại chạy tiếp. Nó chỉ dừng khi mà cái điều kiện đó sai mà thôi. Rồi, ví dụ đó, tập trung lên, bớt cái chuyện, bớt nhiều chuyện đi. Rồi, cú pháp nè, why. Cái nó đưa một cái điều kiện vô. À, rồi bên dưới này nó sẽ là những cái lệnh. Ví dụ vậy. Rồi, mình nói ví dụ. Mình tạo ý nè, in y bằng không, tức là nó là y bằng không đúng không? Mình điều kiện nè. Trong khi y còn nhỏ hơn 10, mình còn làm. Mỗi lần mình làm mình in, ví dụ in đi ra đi. À, cộng sẽ n cho nó xuống hàng. Ok không? Rồi, ví dụ quý vị thấy nè, y bằng 0. Đúng không? Nó sao điều kiện 0 nhỏ 10 không? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn cái nó xuống cái phần thân bên dưới này nó chạy. Nó chạy xong cái nó quay lên trên. 0 vẫn nhỏ hơn 10. Vậy chạy tiếp. Nhưng mà viết cái này nó sẽ thành ra gọi là dòng lập vĩnh viễn đó quý vị, đúng không? Quý vị nhìn coi nó có dừng được không? À, không dừng. À, vì trong cái phần thân của quay này mình sẽ có một cái gì đó cho nó dừng. Thí dụ y cộng cộng tăng y lên một đơn vị. Vậy đầu tiên y bằng 0, cái nó xuất y ra 0, cái nó tăng lên 1. 1 cái nó quay lên trên, nó so sánh 1 nhân 10. 1 nhân 10 cái nó chạy. Xuất ra tăng lên 2. 2 nó quay lên trên nhỏ 10, 3 nhỏ 10, 4 nhỏ 10, nó quần 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 quần. Nó cứ chạy cái lệnh này nhiều lần nè. Nó chạy đến khi nào nó dừng? Nó chạy đến khi y bằng 9. 9, 9 nhỏ 10 không? Nhỏ nó chạy, nó xuất ra 9. Cái nó tăng lên thành 10. 10 cái nó quay lên trên, 10 cái nhỏ 10 không? Không. Thì lúc đó điều kiện này sai. Điều kiện này sai thì nó nhảy xuống dưới ngoài sau của cái dòng lập. Tức là nó chạy tiếp ở dưới á. Ok không? Rồi, thì cái này nó gọi là dòng lập. Rồi, chạy thử nha. Kinh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, ok, chịu chưa? À, rồi, cái dòng lập này là cái dòng lập why. Ok ha. Rồi, quay ngắn ngắn thôi, quay nhiều quá nói.